nhưng mà đây là con gái út. Thì cô hiện nay cũng rằng là cô hộ cận nghèo của địa phương. Đây hàng ngày giúp như thế này hả cô? Không sao, cô đi lấy lót lấy gì là nó sao vậy? Cái lớn nó sao vậy? Nó sao vậy? Giỏi. À, cô đi về là em rảnh em ngồi sau cho cô. Không có gạo, gạo mà. À có lượm đầu là rau nữa. Không cho Nguyên xem nào, làm bài bản cho Nguyên xem nào. Làm xong ngã tháng cho Nguyên coi đi. Em quay lên đó. Sửa ra xong ngã tháng lên đó sửa vô. Sửa ra, đó xong ngã tháng. Sửa ra nó đâu có dựng, sửa mạnh nó rồi. Ồ, sửa mạnh nó rồi, đâu có sửa rồi. Đó, sao đây, sao vừa khai bị sao đó. Giỏi chưa? Con quen rồi. Quen rồi. Em sau quen rồi đúng không? Sao không bán à? Đưa ra đen. Đưa ra mét cái chày để nguyên cho nó gì với sao nó kéo nữa. Ăn lên cũng kìa không hả? Cái chày là mét chày cái sát. Sô mà lớn mà đường dài. Ăn được cái lấy cái sát mít kìa. Mốt lắm lớn còn gì cho phải mốt lắm lớn. Em cứ làm đi, em sau công việc hàng ngày em cứ sau đi, sau cứ sau đây, làm đi. Ai con gãy rau đúng không ạ? Có lạc rau mà biết rồi, biết cái nương rất là giỏi. Biết cô gái 26 năm sống ở trong cái thau, rất đặc độc, chỉ có mình em sống trong cái thau thôi đó. Đây là hàng ngày thì cô Sáu Kiền mỗi khi mà đi ra sông thả lưới bắt cá nè, bắt ốc về thì nhận cái tay lưới này đó, thì lúc mà cô đem về nhà thì cô bé nương này giúp cho mẹ của mình bằng cái chuyện là sâu lại những cái tay lưới để chuẩn bị cho cái ngày mưu sinh tiếp theo của cô trên sông. Em làm một ngày sâu được mấy cái tay lưới bên em bên đường? À, cả trăm. Hả? Ba trăm. Ba tấm. Một ngày là ba cái tay lưới, ba tấm lưới là em sâu. Hả? Nhiều em. Nhiều tấm à? À. Ồ, giỏi ha. Em làm đi. Nếu như không có cái thau này thì bé không làm được đâu. Hả? Dạ. Có hôm nào đi thả lưới với mẹ chưa? Không. Không à, mẹ được. Bên đường có cái mơ ước gì không em? Em có mong ước gì? Không biết hả? Hả? Mình mong muốn cái gì nhất bây giờ? Không biết hả? Em nghĩ đi, em suy nghĩ xem thử em thích cái gì, em mong muốn cái gì nhất? Muốn khỏe nhất. Hả? Muốn khỏe rồi. Muốn sức khỏe hả em? À. À, muốn sức khỏe nhất. Ngọc muốn nó bình thường như mọi người đó hả? À. Để mình không phải sống trong cái thau này em ha. À. Em làm đi. Chung là mỗi một cuộc đời, mỗi số phận khác nhau, nhưng với cô bé nương này thì cũng hết sức là đặc biệt, bởi vì rằng là 26 năm qua là cuộc đời của em là gắn liền với cái chiếc thau của mọi người, ba cái thau trong chồng lên nhau để mà làm cái điểm tựa để mà em ở trong đó hàng ngày.
lúc mới sinh ra thì nương đã bị bệnh tật như thế này đâu mọi người. Khi mà cuộc sống Diệu Kỳ hỏi rằng là bây giờ cái mơ ước lớn nhất của em là gì, em chỉ bảo rằng là em mong sức khỏe thôi. Có nghĩa là em mong muốn là được bình thường giống như tất cả chúng ta. Tuy nhiên thì cái niềm mà mong ước đó đối với em rất khó. Dù bị như thế này nhưng mà vẫn lao động, vẫn phụ mẹ được, rất giỏi luôn. Cái ngại em hả? Sao em? Cái ngại em hả? Dạ cũng may mắn, may mắn là bị tật thế này nhưng mà bình thường, hiểu được hết chuyện. Mới nãy bảo bắt tay bên Huy mà bắt tay lòng quen là nhớ mặt rồi đó nha. Sao Ai lạ là bé nương sợ? Ông ơi, ông cũng sợ. Ai lạ bé nương cũng sợ? Ông ơi, mình cũng sợ. À, không phải ai lạ cũng sợ. Nhưng mà mình không thích gặp người lạ hay là sao? Không thích lạ. Không thích lạ. Nhưng anh Huy bây giờ quen người quen là ngang, đừng có xem Huy là người lạ nhé. Bớ quả đi con quen. Sao không thể nói đâu? Em chạy vô biết là quen. À, Huy vô biết là quen. Mai mốt cho chỉ anh Huy cách sau lưới với nha, là đánh Huy ra anh Huy sau với em hả, được không? Trời hả? Trời ơi, sau đâu chỉ anh Huy sau thì cho nè. Rồi anh Huy cầm nè, rồi anh Huy cầm em chỉ cho anh xem sau được chứ nè. Sao à, đưa vậy đó hả? À. Nè. Đưa vào đâu? Giỡn dữ trời. Nè. Nè. Ê. Ê. Ơi. Rất đơn giản đúng không? Trời ơi, ê về đi. À, chút nữa là à, sau đi, sau nửa tay lưới rồi tới nuôi sau chứ. Ông ơi, em cũng có gì không? Em quá đi. Ông ơi, ai đụng con cả. Ai được đụng đúng người, em cũng sợ hết. Đúng không? Sao hồi nãy là giơ tay bảo bắt tay Vinh Huy? Hả? Không biết nữa. Không biết nữa. Ai đụng con cả. Thôi em làm đi. Ăn uống rồi được không? Ăn kém thôi. Ăn một chén thôi, mà sao ăn ít vậy? Ừ. Ăn nhiều lên với mới khỏe được chứ. Ăn ít rồi. Ừ. Nghe không, ăn nổi quá. À, ngắn quá, ăn không nổi. Dạ. 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 Cô Sáu, sao kiện cô qua đây kêu con đi. Cô qua đây con ngồi, con nói chuyện tiếp. Thì hôm nay là sáng nay cũng có nghe các anh chị có nói về hoàn cảnh của cô đó. Con là bên chỗ cuộc sống Diệu Kỳ. Dạ, kênh chuyên về những cái mảnh đời, những cái câu chuyện của người nghèo. Thì hôm nay đến đây là trước mắt là để chứng minh, để xem, tặng mắt xem là có một cô gái 26 năm sống trong cái thau. Bây giờ tin rồi đấy, tin rồi. Tin với nương là sống trong cái thau đây 26 năm rồi. Tin rồi, anh Huy tin rồi. Chứ... Em nghĩ em nghĩ làm nào rồi đó. Hả? Sâu em nghĩ mấy năm. Con đã nghe nghe vậy đó. Con bắt mấy năm. Em hơn 10 biết rồi. Mấy năm rồi đó. Hơn 16 năm rồi. Em hơn 16 năm rồi. Không muốn mình già, không chịu. Mình 20 tuổi chứ không chịu, mình 26 tuổi nè. Đúng không? Thì cô ghé đây con thăm tí. Cô con xem đó rồi. Con mai mốt rồi nếu như có các nhà hậu tâm nào mà ta thương cảm với cái hoàn cảnh của cô gái 26 năm sống trong thau này là bé nương, cô gái của Sáu Kiện thì con quay lại. Dạ. Thì trước mắt là có cái chị Thúy có gửi cho bé nương nè, mua sữa uống nha. Ừ, nghe.
cái rồi mai mốt rồi có gì Huy quay lại và chỉ bài cho anh Huy đăng lưới nha, lưới sau lưới, sau lưới biết đăng lưới không? Biết không? Hôm sau bài cho anh Huy nha. Dạ tôi không đi. Dạ. Cái này có khoai rồi, cái này